Lạm phát Mỹ tăng lần đầu tiên trong năm 2023. Quan hệ Cuba EU tiến triển thông qua đối thoại và hợp tác. Thưa quý vị, các số liệu công bố cho thấy là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE ở thước đo lạm phát của nước Mỹ đã tăng vào tháng 4 vừa qua, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng tới. Bộ Thương mại Mỹ cho biết PCE tháng 4 năm nay tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng từ mức 4,2% của một tháng trước đó. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1 vừa qua PCE hàng năm của Mỹ tăng, chủ yếu do việc tăng giá dịch vụ, thực phẩm và hàng hóa, trong khi đó lạm phát cơ bản không bao gồm giá lương thực và năng lượng trong tháng 4 cũng tăng lên 4,7%. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương Mỹ sẽ xem xét các dữ liệu của nền kinh tế để đưa ra các quyết định chính sách tiếp theo nhằm kéo lạm phát trở lại mục tiêu dài hạn là 2%. Sau cuộc họp thường kỳ lần thứ ba của Hội đồng chung EU-Cuba, à, nằm trong khuôn khổ thỏa thuận đối thoại chính trị và hợp tác, đại diện của Cuba và Liên minh châu Âu-EU đã nhất trí rằng quan hệ song phương đang tiến triển thông qua đối thoại và hợp tác. Sau cuộc họp thường kỳ lần thứ ba của Hội đồng chung EU-Cuba trong khuôn khổ thỏa thuận đối thoại chính trị và hợp tác PDCA, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, ông Joseph Borrell cho biết, hai bên đều đánh giá cao quan hệ song phương. Người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu cho hay EU và Cuba đã thảo luận về các phương thức qua đó hai bên có thể tiếp tục áp dụng và cải thiện đối thoại chính trị và hợp tác trong các vấn đề quan trọng. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cũng bày tỏ hài lòng với những kết quả tích cực của cuộc họp hội đồng chung và mong muốn EU và Cuba hợp tác song phương sâu sắc hơn nữa, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trong tương lai. Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao với EU vào ngày 29 tháng 9 năm 1988 và có quan hệ ngoại giao đầy đủ với tất cả 27 quốc gia thành viên của tổ chức này. Chính phủ Nhật Bản đã công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào nước Nga và trong đó có lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa sang quốc gia châu Âu này. Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này sẽ cấm xuất khẩu hàng hóa cho 80 thực thể của Nga, bao gồm một số công ty liên quan đến quân sự và công nghệ. Ngoài ra, Nhật Bản sẽ phong tỏa tài sản của 17 cá nhân và 78 thực thể của Nga, đồng thời áp đặt hạn chế đối với các hoạt động thanh toán và giao dịch vốn của những cá nhân và thực thể này. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 2 tháng 6 tới. Động thái trên được đưa ra sau khi nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 nhất trí sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga tại hội nghị thượng đỉnh tại Hiroshima hồi tuần trước.